Dạ yeah, em uh, xin chào tất cả anh em mình ha. Thì em uh, uh, xin chúc anh em mình có một buổi sáng uh, thật vui vẻ ha anh em. Thì uh, hôm nay em lên video 252 ha. Em xin giao lưu với anh em mình một số cái uh, combo ha anh em. Mấy cái cây uh, linh sam của em nè. Cây này nó phát ra chưa có uh, cắt tỉa được ha anh em. Mai chiếu thủy rồi nè. Xăm trái. Anh em thấy không? Em trồng trong chậu nhỏ xíu à. Cây này em cắt tỉa lên nó ra cái lá về hơi già ha anh em. Mày lặt lá nó ra lại lá non nó mới đẹp. Cây, này mấy cái cây cây nó lên cái này nó chậu nhỏ thiệt anh em nhưng mà em lồng ở trong á em lồng thêm một cái chậu to ở ngoài nữa ha anh em coi chậu trong nè nhỏ xíu à để cho cái cây mình nó đủ đồ ẩm ha nó phát triển tốt hơn đó như mấy cây nè anh em coi nè anh em mình mua về mấy cây nhỏ đó cứ lồng ở dưới cái chậu vậy đó anh em chơi cho nó ăn rễ xuống dưới luôn và tỉ mình chơi mình chơi ở nhà thì mình bưng luôn nguyên cái chậu này vô ha nó bưng vô luôn đi để nó khỏi đứt rễ dưới cho nó khỏe cái cây mình khi nào mình đi chơi rồi đó anh em cái mình uống cà phê rồi đó mình cắt ngang mình đem đi ha đó cắt ngang mình đem đi cái cây mình nó khỏe hơn đó, chứ ở nhà mình mình ngay ngắm mình để gì vậy mình ngắm cũng khá là đẹp nè anh em chứ đâu có gì đâu mà cây mình lúc nào cũng khỏe ha anh em coi nè lá bông đồ đầy đủ hết trơn luôn lá xanh tươi luôn nè mấy này em mới đắp ghiêu lên em cho nó đẹp đẹp xíu ha xem hương rồi nè 86 sáu đó anh em coi nè cây phát triển xanh luôn anh em coi vô chậu nè bông lét luôn ha ở đây còn cây uh, sumacu nữa anh em em vô cái chậu xin bà cư ha vô chậu nè hôm này cũng khỏe rồi đang đâm đọt non nè anh em đông trắng trắng này ha em lên để cho đề mô cho anh em rồi xem cho nó đẹp á anh em nguyên bài này em đi về cái em anh em chốt hết trơn rồi giờ anh em điện lên hỏi còn không cái loại này hết luôn ha anh em tầm có tháng nữa mới có quá tầm có tháng nữa tại cái cái nói chung là em vô trong cái bầu á là nó thần bầu hết trơn cho anh em mình ha sống khỏe rồi em mới giao lưu ha anh em Ờ, nên tầm tháng nữa có ha. Rồi bữa nay nói đầu video hơi nhiều để em vô ha. cái mã số 1 cho anh em mình xem ha anh em. Xem ưng ý cái nào thì mình chốt ủng hộ em ha. Dạ, vô cái mã số 1 ha anh em. Mã số 1 là một cái cây uh, linh sam gieo hạt ghép 86 ha. Thì uh, cái tàn anh em coi là khá là to bự ha. Cái cũ thì khỏi phải nói đi, đặt luôn nè anh em, cũ ái đặt luôn ha, đặt quẹo luôn. Đó anh em mình xem so sánh với tay em ha. To nè. Cái cần xuống thì tầm cỡ 10 12 xăng ha anh em đổ xuống dài này là hơn 20 đó. nguyên cái tàn này là 20 đó anh em nè. cây này về anh em kiếm cái chậu vô nữa nhìn nó lực cây cũ nó bự cho bá luôn em cũ nó đặt á nhìn nó lực ha nhìn nó đơn giản mà nó lực cây nè tàn tay cành tàn rồi mình hết trơn rồi dòng này có một cái gửi đi nó bị vàng lá anh em nó rụng lá ha thì cái đó anh em mình em có nói nhiều video rồi thì đem em nói uh, video này em cũng chia sẻ cho anh em mình cái đó hết trơn ha tại có nhiều anh em mới vô anh em chưa biết á nhận hàng thì anh em còn bỡ ngỡ chút nên video này em cũng nhắc lên hết trơn để cho anh em mình uh, khi nhận hàng không có bị sợ hết em không có bị bỡ ngỡ nó vàng lá thì anh em về cứ mở hàng ra để nắng nhẹ tưới nước bình thường ít hôm hãy ra lại lá mới hết em đó anh em, à, anh em uh, để nắng nhẹ hết em để nó nhẹ tưới nước bình thường chứ đừng để trong nhà mà bắt đèn quan hợp gì trơn ha nó nó không có đủ cái cái độ ánh nắng đó nè ánh nắng tự nhiên thì nó, nó kích thích nha ngon hơn à, rồi cây này mã số 1 ha em xin giao với anh em mình là hai trăm rưỡi hết em bao ship ha hai trăm rưỡi bao ship mấy cây này mà mấy lúc trước anh em cái kinh tế nó ổn định á tầm 300 trăm ba trăm rưỡi anh em bây giờ nói chung giá nó khá là nhẹ nhàng luôn rồi anh em mình siêu tầm thì về mình chơi khá là ngon luôn ha chỉ có hai trăm rưỡi thôi anh em gieo từ cái hạt lên nuôi tới vậy cũng ba bốn năm mà đó anh em tiếp theo là mã số 2 ha anh em mã số 2 một cái cây hồng ngọc mai ha à, dáng quái nè anh em tàn tay cành tàn khá dài có được dạy bông nè này về anh em mình à, à về tới nhà chắc anh em mình nó chơi bông được luôn á nè bông đang ha một búp nè hai ba búp nè à, anh em coi búp quá trời luôn à cái này về anh em mình chăm á, sao mà đủ chất dinh dưỡng ha đủ nước ha là nó có luôn trái luôn ha anh em nó có, chừng chục trái thôi là ngon rồi bốn năm trái thôi là đẹp rồi nó treo treo lòng thòng ở đỏ, đỏ 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 ha anh em nhìn đã ha này hồng ngọc mai ha thăng nè bằng ngón tay của em ha tay cái này anh em Còn cao nè cao thì giờ chưa tới uh, cái này cao tầm mười 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 bốn xăng ha về ngang nha, tầm hai mươi xăng đó mini cầm tay được cái cây khá là già Tại cành tàn nè Thì này về anh em chơi bông chơi qua được ha anh em Đẹp có trái luôn ha Rồi 250 bao ship luôn chậu anh em ơi 250 bao ship luôn chậu 250 bao ship luôn chậu ha Thằng khá là quái luôn Dạ Tiếp theo là mã số 3 ha anh em Mã số 3 một cái cây linh sam nè anh em Em cho bám vô cục đá ha anh em đó, cái này về anh em muốn ngon nữa thì để thêm thời gian nữa cho nó rút vô ha cho nó rút vô cục đá nữa cho nó đẹp hơn đó gãy anh em coi bám nè khá là duyên luôn hả anh em cao nữa để em đo cho này mình xem cái đây là cái tay của em ha đo cái thước với cục đá nè cao nè anh em cao hơn một gang tay em ha gang tay em hai mươi xăng đó anh em cục đá muốn gần 20 mươi xăng luôn á đây này có trộn với chút xíu nữa đó. tàn thì em đang nuôi nè đang cũng tương đối khá là ok rồi với cái mức giá này thì về anh em mình chơi là khỏi phải nói ha thì cái cây này em xin giao lưu với anh em mình là 250 ha anh em 250 bao ship uhm, ha ừ. Cục đá này không mười mấy ngàn anh em Đá này tôi thấy, <laughs> lậm đâu thấy lụm nơi em dưới miền Tây đâu có đá này ha Này em mua của anh em trên mạng vậy á à, Phí ship mà muốn hơn tiền đá luôn anh em Này em ship em bao ship lại cho anh em mình ha 250 bao ship Tiếp theo là mã số 4 ha anh em mà số 4 cũng là linh sam à gin ha cái này cây gin hết anh em đó cũng bám chút đá luôn ha cái này thì đơn giản thôi anh em nói chung á là mình không thích cục đá thì mình máy ha cái này em phối vô cho nó lạ lạ anh em cho nó lạ lạ chút xíu giờ tỷ anh em nào thích chưa có cái cục đá nào vô á mình phối vô thì mình siêu tầm về mình vô chậu mình chơi ha này thì chủ yếu phối vô cho nó lạ lạ anh em đó cho nó lạ, lạ ha Nhìn cây nó gườm gà nó lực hơn ha rồi 250 luôn ha anh em 250 bao ship cho anh em mình luôn Dạ tiếp theo là mã số 5 hả anh em Mã số 5 uh, Linh Sam Này em phối với chỗ tượng ha Cây Linh Sam thì anh em mình coi Khá là to luôn hả anh em Đó cây anh em coi ra lá um tùm khá là đẹp Thì cái phối cái tiêu cảnh mục đích là nó che nè anh em cái cây ha che cái cái tán cho ông 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 ông, ông, ông lão ha ông lão đang ngồi đọc sách nè ông, ông anh em tiên ông ha đang ngồi uh, đọc sách ha đi Ờ, tiên ông đang ngồi đọc sách che lại anh em che bóng mát á ha cái đó cái ý tưởng nó vậy thôi anh em thì nhìn nó cho nó là lạ nó hay hay á mình vô cái chậu á thì giết uh, cũng chán anh em lâu lâu cái mình vô mình phối uh, vô chậu tượng đâu này kia cũng được cái này hay chậu tượng nó bị mẻ chỗ này miếng ha nói chung đắp ghêu lại thì uh, chừng nữa nó nó còn đẹp hơn nữa anh em nó còn đẹp hơn nữa uh, nó phối phối xuống giống như là cái kiểu nó vậy anh em mà cái này nó bị mẻ ha ghêu thì em mới đắp cho thôi anh em về chăm uh, ít thơm á uh, thì nó nó nó, nó nó đủ độ ẩm nó xanh tươi nó tốt nó đẹp lên hơn nữa ha tại ghiêu này mới đắp thôi đó quay vòng nữa cho anh em mình coi nè rồi em đo kích thước ha cụ đế tương đối khá là quái luôn anh em to bự nè nó cao nè một gan tam 20 mươi ha cái này một gan rưỡi hết em tầm 30 cao tầm 30 mươi đó cao tầm 30 mươi ha tay canh tàn rồi nè tương đối khá là ok lá đồ mịn rồi cái này về anh em chỉ việc tưới nước chăm chơi thôi ha 600k bao ship có luôn chậu tượng hả anh em đó chậu tượng nó mẻ thiệt nhưng mà có có cái cái chậu tượng này mua thì giá nó cũng cao hả anh em mấy cái hàng thanh lý giá tỷ anh em kia bán ba trăm mấy bốn trăm thì mình mua cái chậu bị mẻ này thì anh em bớt trăm hả anh em trăm gì đó thì nói chung nó mẻ cái này nó không thành vấn đề hả anh em phối vô đây cục kêu thì chừng nữa nó xanh tốt nó còn đẹp hơn nữa nó, nó xanh hơn nó đẹp hơn cho tỷ cái chậu ngang đây thì nhìn nó nó thô quá nè có cái đường này xuống xíu nữa thì nhìn nó ngộ ngộ là lạ xíu ha rồi 600k bao ship cho anh em tiếp theo là mã số 6 anh em cũng cây lên sam luôn ha thì bên em lên sam nhiều nói chung em lên mấy cái trước là cái lên sam trước xíu ha xíu em lên sam hương rồi ha anh em có gì anh em mình chịu khó xem hết video ha đó, rồi, rồi anh em nào thấy ưng ý cái cây nào thì mình chốt ủng hộ em ha rồi cái cây này thì anh em coi cái chân nè chân khá là dài luôn ha anh em chân dài khá là đẹp luôn đó chân dài đẹp ha Chân dài đẹp luôn anh em coi uống éo nè Khá là cao to bự luôn hả anh em Để em đo cho anh em mình xem Một gang tay của em nè đó, một gang tay ha, 20 xăng luôn Nói chung á, anh em em trồng á, thì anh em cũng biết rồi Lâu lâu lên nó lâu mới có được cây dài, to, bự, quái, đẹp như vậy ha Một ngàn cây anh em, anh em lựa ra chừng vài cây à, 4 năm cây thôi Nó nổi trội nhất trong bầy thôi chứ nó không có được đa số nhiều vậy ha Nếu mà cái cây nào cũng nhiều như trơn thì em bán được giá quá trời giàu luôn anh em Nguyên bầy chỉ có được vài cây thôi đó cây này thì em để nuôi ghiên luôn đó tại em nuôi đường dài ha anh em nuôi đường dài thì em để nuôi ghiên luôn cho nó đẹp đẹp luôn ha thằng đó nè cái mặt này thô lên nguyên cái đường này ha nên nó đẹp nên em lấy làm mặt tiền ha anh em anh em không thích thì về mình làm lại cái cái mặt bên đây ha tạm thời giờ em thích cái mặt này nè nên em làm cho nó thành mặt tiền luôn đó rồi cái cây này thì em xin zalo với anh em mình là ba trăm gửi ha anh em ba trăm gửi bao ship ha đó, anh em nào thích thì mình siêu tầm về mình nuôi tiếp ha 350 bao ship đó. À, hiếm lắm mới được một cây dài vậy ha anh em thích nó về bung gà bám đá luôn cũng được nữa cao hơn một gang tay em nè anh em coi 20 xăng tới đây này cao tới đây tầm 25 xăng ha dạ tiếp theo là mã số uh, số 7 anh em số 6 giờ tới số 7 đó, cái số 7 với một cái cây lên sam gieo hạt ghiên ha cây thì tàn ấm hết trơn rồi cái này anh em chỉ việc về vô chậu thôi cây cũng tương đối khá là to cao to luôn đo anh em xem gan tài 20 xăng hết anh em cao tới, tới nóc chắc cỡ hơn 25 xăng xíu tính 25 thôi cụ đế thì tương đối khá là to nè anh em đó khá là to quải ha quải luôn gieo cái hạt lên tới vậy cũng tầm cả 4 năm hết em nuôi tàn rồi anh em coi nè kính mít rồi này về chỉ việc rút ra lên cái chậu nữa là lụm mày Thì cây này em xin giao lưu với anh em mình là 300 ha, 300 bao ship luôn. À, anh em mình mới chơi về ép chậu ha thì mình lôi nó ra anh em, lôi nó ra, bỏ dưới đây lớp đất ở dưới đây nè, bỏ một lớp thôi. Đó trên đây thì mình khử ra lấy ngớp ít thôi ha. Lấy bỏ ra lớp ít thôi cái mình uh, sợ ngang đây nè. Đó, đưa vô cái chậu anh em mình nhét vô chậu luôn ha, chứ không có cần phải vũ đế uh, vũ cho nó sạch vậy trơn hết anh em. Mình làm cây mình làm mình mua về mình tốn tiền rồi nhưng mà mình làm phải kỹ hết anh em cho về anh em cứ vũ ra hết trơn gặp anh em này chia sẻ vũ ra hết trơn đồ này kia thì cây đồ nấy ha không có cần đâu anh em về đấy gần ít trên ít dưới ha xẹt sang đây nè đưa vô chậu này về cây vẫn sống khỏe bình thường thôi ở nó 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 nhanh hơn nữa anh em tại cái bầu này là em đã xử lý là cái bên vô cái bầu nhỏ cho anh em mình này nuôi trong bầu nhỏ về anh em vô chậu cũng dễ nuôi nuôi bầu bự thì anh em cắt gọn bầu lên nhét vô luôn cũng được ha thêm ít chất trồng ở dưới để cho nó bám rễ thôi đó, làm cho nó an toàn trên hết hả anh em Rồi từ từ nào thần chậu anh em muốn muốn vô chậu nhỏ hơn hay là ai đắt gì đó Mình cắt ít chút xíu nữa mình đưa vô thêm hơn anh em Vì an toàn cây ha Rồi, 300 bao ship cho anh em mình Dạ, mã số 8 là một cái cây uh, si bông anh em Một cái cây uh, si bông, cây này em có lên video hôm trước thì em chưa có vô chậu ha Thì hôm nay em vô chậu anh em, nhìn nó gọn gàng ha, nói chung là tương đối khá là ok Thì giờ này về anh em chỉ việc tưới nước rồi thôi tưới nước chăm ha à, là mình chơi thôi anh em cây thì mép chậu anh em coi ra rễ cám rồi tùm lum trên này si khó phải nói nha dễ sống ha anh em đó em có cắt tỉa đôi trơn rồi nó đang ôm búp từ từ nó ra đâm đó lá non anh thay lá đồ đẹp hơn ha anh em mình tạm thời cứ nhìn cái đường thăng co quái nó đi đó ti nó nhỏ thiệt anh em nhưng mà nuôi nó, nó khá là kỳ công ha nó già lắm rồi đó để anh em mình xem nè cái củ cái thăng nó tầm bằng tay cái ha ở trên đây thì bằng ngón tay giữa thôi anh em đó đường thăng co đó anh em coi nè quái ha quái lắc lượng luôn cái này thì em làm cái này nè anh em biết chưa không là nó cho nó ra gửi anh em nó em khắc ở đây nè ha cho nó ra gửi đây nè nữa nó thòng xuống đó, anh em làm cái cây nó thòng thòng xuống á cho nó đẹp hơn ha nó thằng khá là quái luôn nói chung tay cành thì anh em coi nuôi cốt khá là già cái uh, loại si này kia gừa đồ đó thì anh em mình nuôi ở dưới uh, ở dưới đất ha thì nó nó sẽ màu ấy hơn ha anh em nó mau lớn anh em chứ mình nuôi trên chậu á, thì nó vẫn chậm lớn như mấy cái dòng kia ha chứ không phải là cái si gừa rồi này kia nó mau lớn à nuôi nó nhanh đâu anh em nuôi trên chậu thì lâu lắm này em có kẹp vô cục đá đây nè dính cứ ngắt đây đó cây thì đem lên chậu hết trơn sạch sẽ để em cầm lên cho anh em mình xem đó nhìn khá là đã, đã ha dạ anh em rồi thì cái cây này hôm nay em xin giao lưu với anh em mình là một nghìn hai trăm k anh em một nghìn hai trăm k bao ship cho anh em mình luôn ha có luôn chậu luôn đó, cao tầm hơn gan tay hả anh em. Gan 200k, bao ship. Quay vòng nữa cho anh em coi ha. thăng lắc lượng khá là ok, đẹp. Mà số 9 anh em, một cái ca linh sam siêu bông, tàn thì à, à, thiên nhiên anh em, tương đối khá là già thì hôm nay ra lá đủ nè, em lên giao lưu lại với anh em ha, có đắp một tí ghiêu cho nó đẹp đẹp anh em, xanh xanh đẹp đẹp ha, cây thì lùng tẹ anh em, tay cành tàn hay dài, anh em xem đồ xương nữa ha già lắm anh em anh em về để ăn trà rồi chơi ha chậu thì cũng đẹp luôn rồi chậu này chậu của anh với anh nè nhìn nó rất là sắc sảo luôn ha anh em đó tay cành tàn ấm đế đều 24 giờ ha lùng tè thôi anh em lùng lắm này cao tầm cỡ 12 hai gì rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là một nghìn sáu k ha anh em bao ship ha thì anh em nào ưng ý thì mình chốt ha anh em anh em nào thấy nó cao quá thì anh em mình lướt qua cây khác nó rẻ rẻ hơn anh em mình chốt ha mấy cây này nuôi tương đối khá lâu tay cành già đây. đó ngàn sáu k anh em là thích thì mua ủng hộ cho em ha này linh sam siêu bông ha anh em lá đang rút lên nè à. nuôi ép chậu ấy, cái nó già này, nó rút lên ha anh em đẹp hơn rồi ngàn sáu k bao ship mở số 9 à, tiếp theo là mã số 10 ha anh em một cái cây sam uh, hương uh, vái ha tay cành tàn rồi già hết trơn anh em ơi Đó, uh, qua độ quái khỏi phải nói ha anh em nói chung là quái là độc lạ luôn quái quằn quại độc lạ luôn ha anh em đó, à, cái cái uh, hoành thăng ở dưới góc này uh, thì uh, tầm ngón chân cái ha anh em tay cái là uh, nó bự hơn nè nó dót nhỏ lên từ từ ha cao nè từ miệng chậu đo lên một gan ha Gan gửi anh em tầm 30 mươi xăng cao tầm 30 mươi xăng ha Thăng thì tương đối khá là quái luôn anh em nói chung quái quằn quại luôn á rồi cây này thì uh, mã số 10 em xin giao lưu với anh em mình là 500 bao ship á anh em này về anh em kiếm chậu vô nữa chơi ha đó, anh em thúc đế đây uh, vô chậu chơi 500k bao ship sam hương quái ha dạ, tiếp theo là mã số 11 ha, anh em cũng là sam hương quái luôn cây thì tàn già lắm anh em quái thì khỏi phải nói quằn quại luôn góc nè to hơn tay cái em ha lên thì giót lên từ từ anh em đó tàn già ha cao hơn một gang tay luôn đó, cây này chắc cao tầm cỡ 25 xăng Độ tàn già quá thì khỏi phải nói ha anh em Rồi cây này em cũng xin giao lưu với anh em mình là 500k 500k bao ship ha Mã số 11 Tiếp theo là mã số 12 ha anh em Linh Sam giao hạt kép 86 Có phối vô cục đá nè anh em Tàn thì to bự mịn ha Quen dòng cho anh em mình xem Đó. Vô chậu thần chậu sống khỏe ha anh em 330 ngàn bao ship ha Loại này gửi đi xe bị vàng lá thì về anh em cứ để nắng nhẹ bình thường ha, tưới nước bình thường. À, ít thơm hiện ra lại lá mới anh em. Có mấy cái nhánh nó nhỏ, 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 nó, nó nó còn non á thì nó hay nó nó bị quéo luôn ha. Thì anh em cứ cắt ngang đi ít thơm đâm lại cái chòi mới nha. Nó đẹp hơn nữa ha. ba bao ship. Tiếp theo là mã số 13 ha anh em, linh sam gieo hạt kép 86 dán đổ. Cây thì anh em coi nè. Đang ôm um, búp bông 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 tùm lum hết trơn ha. Mỗi mỗi cái đọt là mỗi cái bông luôn anh em này về anh em mình chơi là ở gỗ bông là tím cây đẹp luôn ha ở đây quay vòng cho anh em mình xem Đó, cây thì anh em coi tàn bự mịn ha dài cao nè một gang tay anh em cầm lên cho anh em mình xem Đó, cây đổ ha tương đối khá là đẹp luôn anh em rồi ba trăm gửi anh em mã số 13 ba ba trăm gửi bao ship có luôn chậu cho anh em mình luôn Đó, này về chơi bông thôi anh em là dòng này gửi đi bị rụng lá ha vậy anh em cứ để nó nhẹ tưới nước bình thường ít thơm thì ra lại lá mới ha anh em với lại nhiều khi gửi anh em thì trong quá trình gửi thì nó nở cái bông ha thì về anh em mình nó tàn bông thì anh em cố gắng mình chơi đợt bông sau hết anh em nhiều khi nói bông bông cái gì nữa gửi tới anh em không có bông cái anh em cự anh em nữa rồi anh em nào thích cái combo nào thì ủng hộ cho em ha và cái số điện thoại của em là 0354323996 anh em rồi em chân thành cảm ơn anh em mình nhiều ha